Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Trong video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình để góp nhận 60 top cần INF4. Thì chương trình này góp này gấu 2 nha các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mở Telegram tab chatbot nè. Rồi các bạn click share để đi tiếp nè. Bấm 9 chữ 29 bằng âm 29. Âm 20 chứ. 50 70 80 80. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group nữa các bạn. Rồi bạn bắt đắp lên nè. Tiếp tục join tiếp kênh seller nữa. Rồi bạn bắt đắp lên nè. Tiếp tục follow Twitter, like và comment tweet luôn nha các bạn. Trên Twitter của nó bạn theo dõi nè các bạn. Rồi các bạn like nè, các bạn tweet lên nè. Rồi các bạn bình luận luôn các bạn. Good. Ai đáp. Rồi các bạn bắt đáp lên nha các bạn. Tiếp tục subscribe kênh YouTube nó, like, share, comment luôn nha các bạn. Kênh YouTube nó bạn đăng ký nè. Các bạn vào đây các bạn like nè. Rồi các bạn chia sẻ lên Twitter luôn nha các bạn. Rồi các bạn chia sẻ nè, các bạn tweet lên luôn. Rồi bạn đăng test nha bạn. Rồi sau đó các bạn bắt up lên nè. Tiếp tục follow, like và share Liquidwin nha các bạn. Rồi trên Liquidwin thì các bạn follow nè. Các bạn like nè. Các bạn chia sẻ công khai luôn nha bạn. Bạn bot nè. Rồi sau đó bạn bắt up lên nè. Thì các win xong tiếp tục các bạn follow TikTok, Twitter, subscribe YouTube, nhiệm vụ quá nhiều các bạn. Rồi mình làm từng nhiệm vụ một tiếp theo nha bạn. Tiếp tục thì follow TikTok nè. Đây trên TikTok mình đăng nhập cho các bạn. Các bạn follow nha các bạn. Đây mình đăng nhập tài khoản TikTok này các bạn. Rồi sau khi bạn đăng nhập xong thì bạn follow nữa các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên nha các bạn. Tiếp tục subscribe kênh. Đăng ký một tài khoản nè. Subscribe kênh YouTube thứ hai của nó nữa nè. Rồi các bạn đăng ký xong xuôi các bạn bắt đắp lên nè. Tiếp tục follow tại Twitter và tại Twitch cái nữa nè. Hai nguồn này góp. Rồi các bạn tìm cái bài của nó nha bạn. Các bạn like nè. Các bạn tweet lên nữa các bạn. Rồi bạn bắt đắp lên nha các bạn. Tiếp tục join tiếp kênh Telegram đó nè. Rồi các bạn bắt đắp lại nha các bạn. Sau đó thì bấm vào register account. Rồi đăng ký tài khoản của nó thì các bạn ghi họ và tên email của mình nha bạn, password. Rồi bạn bấm submit nha các bạn. Rồi bạn lưu mật khẩu nha bạn. Bấm vào đây. Điểm cái website nữa các bạn. Bấm vào mật khẩu thôi. Rồi sau đó bạn bắt đắp lên đi các bạn. Bạn bấm vào submit đi tên nha các bạn. Rồi các bạn điền email các bạn đã đăng ký cái site nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn gỡ đường link profile tại Twitter mình để mình qua mình check mail coi nó có gửi email về không. Bạn đặt confirm mail còn không có thôi các bạn. Để đôi khi mình không xác nhận mail nó chưa kích hoạt mail. Rồi không có gỡ thì thôi. Trên tờ Twitter bạn nhấp anh Mata, nhấp vào một hồ sơ này các bạn nhấp vào ba anh cùng, nhấp vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn sao chép liên kết gửi lại cho bot nè. Tiếp tục submit you request link YouTube. Ok, nó kêu gỡ đường link YouTube, mình thì nhập vào kênh YouTube, nhập vào ảnh bata mình nha bạn, nhập vào kênh của bạn, nhập vào ba cạnh cùng, nhập vào chia sẻ, sau đó các bạn sao chép liên kết nha bạn. Để cho bot. Rồi, sau đó các bạn submit link Liquidwin nha các bạn, thì các bạn nhập vào Liquidwin. Trên
Shane Lee Gwynn thì bạn nhấp vào avatar của mình nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ba cánh cùng này. Các bạn sao chép đường link này. Rồi là cho bot. Sang máy mượt quá. Sorry, clean này không phải ta. Chú kỳ ta, mày gỡ đường link Lee Gwynn đúng rồi mà. Sao cái link này không phải ta. Đây mình nhấp vào cái link này kìa. Rồi các bạn dán vào cái trình duyệt Google mình các bạn. Kỹ ta. Copy này kìa. Đây là chú bot rồi. Không được nữa thì tìm cách khác nữa. Không được ta. Để mình coi định dạng nào ta. Rồi nha các bạn có cách này các bạn. Các bạn copy cái link đi cái win này nha các bạn. Rồi các bạn dán vào đây nè. Rồi sau đó các bạn copy cái username cái dòng cuối của mình nha các bạn. Cái dòng từ username anh thôi nha các bạn. Rồi các bạn dán username mình vào đây nè. Phải đúng không ta? Tăng sạc rồi. Copy link. Các bạn chạy xíu các bạn để mình copy mình coi đúng không các bạn. Phải đúng username mình không? Dán vào đây thế kìa. Đúng rồi. Mình gửi cho bot các bạn. Không được luôn. Trời sao Lee Gwynn mà gỡ không được ta. Kỹ ta. Mình copy lại kìa. Không được nó không biết sao. Bấm skip bỏ qua thì bỏ qua nhiệm vụ uổng quá. Em làm lại nha bạn. Copy username mình cho bên đây nè. Em giả nó mà ta mình nè. Gian username cái nữa các bạn. Không được nữa thôi rồi luôn. Ok được nha các bạn. Các bạn copy cái đường link LeagueWin này nè. Rồi các bạn dán username mình vào nha các bạn. Còn bạn nào không được thì bấm skip bỏ qua. Tiếp tục các bạn submit đường link Bluefire TikTok nha các bạn. Thì các bạn nhấp vào TikTok nè. Đâu rồi ta ta. Trên TikTok thì các bạn nhấp vào mũi tên nè các bạn. Sao đứng luôn rồi ta. Rồi trên TikTok thì bạn nhấp vào avatar mình nè. Nhấp vào hồ sơ. Xem hồ sơ nữa các bạn. Rồi các bạn nhấp vào bài và anh cùng cho bạn. Rồi các bạn sao chép liên kết nè. Rồi lên cho bot. You have this account bấm set. Tiếp tục subscribe iRub YouTube bấm Z. Submit Medium link. Rồi, gửi được link bạn đã chia sẻ video nha các bạn. Thì bạn mở tờ Twitter của các bạn ra nè. Rồi ta. Rồi các bạn chia sẻ cái video nãy nè. Rồi các bạn sao chép liên kết gửi cho bot. Trời làm video này quá mất thời gian. Rồi bấm set nè. Bấm set nè. Sau đó gửi địa chỉ với bên đi sờ mát trên bếp 20 trên YouTube OLED. Hoặc là ETH nha các bạn. ETH bên đi gì cũng được. Gửi cho bot nè. Tiếp tục xôn xào ai gấp support nè. Tiếp tục bắt up lên nè các bạn. Rồi bấm cơm đấy. Đời rớt. Bấm balance. Rồi ok, mình đã nhận được 60 token INF4 nữa các bạn. Vì thế ghép gì xe trong bè những thằng để kiếm token các bạn. Thì video mình đến đây kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé.